người khó chịu. Tới chưa? Tới chưa? Dạ chưa. Lên thêm một thước nữa hả? Trời ơi trời. Dạ lên thêm 100 thước nữa. Đẹp lắm. Đẹp lắm á. Tôi là người Việt Nam. Dạ. Trăm thước nữa. Nhìn cảnh đẹp lắm. Mà đi hơi mỏi chân rồi đó nha. Tại ông già ông lão không biết nó đi đùng đùng. Nói gì? Tôi cũng nghe thở. Diện trăm mét hoài vậy trời. Mấy cây này mấy cây trà. Đây quán chiếu đường nha các bạn. Cổng trời 50 mét. Mấy cây này là cây chè không rồi, cây trà không rồi. Chè nhưng mà nó không phải chè kia anh Sắc. Cái này tại người ta không tỉa không ơi. Không phải. Chè này giống như chè quế gì vậy. Cái này là cổng chánh của chùa gì? Linh Quy Pháp Ấn. Linh Quy Pháp Ấn. Nó nằm ở Lộc Nam. Lộc Nam Bảo Lộc. Lộc Nam gì đó, Bảo Lâm. Đó là cái cổng trời nha. Ở đây là người ta gọi là cổng trời chùa. Chùa gì vậy? Chưa quên tên chùa, không nhớ. Ở trên này nhìn xuống mà thấy đẹp. Nhưng mà lội bộ lên ngôi chùa. Cái này người ta kêu bằng cái chuông gió. Cái chuông gió nè, gió tới cái này nó gõ nghe tiếng đòn. Cái chùa này rất là đơn sơ. Cái này cái mỏ nhé. Trời gõ. Nó trên này nhìn xuống rồi thấy mấy cái đồi nhỏ nhỏ dưới. Núi đồi không em đang đàm đạo với ông sư.
giờ nghe nghe đàn là nó cứ tưởng có chân dưới chân, đó là nó lại lành phành mà. Cái này là cái cổng trời. Nghe cây sầu riêng mà. Ở đây là chùa Linh Huy Pháp Ngữ. Chùa Linh Huy Pháp Ngữ cũng trên cao nhưng mà người ta có làm đường cho đi. Từ ở dưới chân núi chạy lên thì con đường đi thì nó hẹp, cái dốc nó liền dài nhưng mà không có gắt, có điều cái đường nó hơi nhỏ và đi đoạn lên thì phải ngừng lại, lội bộ lên chùa, tới ngay cái chùa khoảng 300 mét. Đi thì cũng hơi mệt nhưng mà đi được. Cái đường này nó rẽ đi đâu nữa nè. Lên trên núi luôn. Còn cái đường này đi xuống nè. Ở đây nó cái ngã ba. Hướng này nó rẽ vô cổng trời. 500 mét nữa là cổng trời. Còn hướng này là hướng đi ra. Cái đường mình chạy lên nó có cái miếng
đan bê tông vậy nè. Mình chạy theo cái đường đan bê tông này, nó khoảng nguyên đan bê tông này khoảng 3-4 tấc vậy. Rồi mình chạy trên đó, hai bên nó lõm xuống. Hai bên này là tại nước nó chảy riết rồi đất nó tuôn đi. Mình chạy theo cái đường đan nhỏ nha, ngay trên giữa. Cái này mấy gốc cây trà, bụi tre, bụi tre vàng mà bà con ta lên đây thôi. Rồi mới lên tới đây. Đâu, cà phê đâu? Nó đường này đường lên chùa. Giữa tay hai cái coi. Hello. Chào hôm. Cô bé này ở Sài Gòn lên chơi nè. Có xe ôm nó đưa đó. Không biết bao nhiêu người không có hỏi. Sắp tới rồi, đi trên kia lên trên cổng á, đẹp lắm. Nhìn xuống thấy đẹp. Ở đây mấy đứa nhỏ cũng phượt vô tới đây nữa nè. Người dân ở Sài Gòn này nhiều. Góc này là góc mấy cái trà này nè bà con. Cao hiểu hiểu. Mấy cái cây lớn lớn này là cây sầu riêng mà. Đã trồng sầu riêng nhiều lắm ở đây vậy. Dưới này có con đường, có cái làng ở dưới này. Đó, cái làng là cái dọc dọc như là mấy cái nhà người ta dọc theo hai bên đường. Chỗ này có nuôi nuôi chim én rồi đó. Đồi ở đây là không còn rừng nguyên sinh đâu, người ta phá hết, người ta trồng cây đó, người ta trồng trà, trồng cà phê, giờ có cái trồng sầu riêng. Đây là cái vườn trà, vườn trà. Còn phía kia là cây cà phê. Mà cà phê năm nay nghe nói bà con ta nói là thất mùa. Một cái đồi cũng có một hai gia đình hả? Rồi người ta canh tác nó quanh cái đồi. Đây cà phê chín rồi nha bà con. Ở đây nguyên cái vườn này là vườn cà phê chín luôn. Chín vàng, chín đỏ cây hết rồi. Ở đây là Lộc Nam. Con đường là đường này là người ta gọi là đường vô sân bay nè. Đường này nó đi vô
nó chạy vòng lên trên núi, nó qua phía bên kia kìa. Đó, nhà bé Lệ ở đâu ở trong này nè. Cái đường này nó đi lên núi, mình lên tuốt trên kia quay lại cái đồi cà phê này cũng đẹp lắm. Đây cà phê không?